các bạn. Ngày hôm nay trời rất là đẹp, nhiệt độ bên ngoài tầm 15 độ thôi, rất là đẹp, cho nên mình có nhã hứng chia sẻ một vài điều với các bạn như vậy. Có thể nó hơi xàm một tí thì hy vọng là các bạn không ném đá mình nhé. Thì mình đã đến Mỹ vào tháng 8 năm 2018. Thì khi mình đến bên này rồi, mình cũng đã gia nhập một cái hội gọi là các chị em ở Mỹ. Thì mình thấy một điều như thế này, rất là nhiều trường hợp các bạn đã mạnh dạn kết bạn ở trên mạng và các bạn đã theo chồng sang bên này. Thì mình thấy như vậy, vậy thì chị em phụ nữ ở Việt Nam chúng ta có cơ hội rồi. Tại vì nó rất là đơn giản đúng không các bạn? Tại vì nếu như chúng ta không có tiền, chúng ta không có người thân, mà chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ nào ở Mỹ, mà trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta nó đang buồn tẻ và cần một sự thay đổi. Thì nếu như ở Việt Nam các bạn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, các bạn đang có một cuộc tình đẹp, thì mình chúc mừng các bạn. Các bạn hãy cứ tận hưởng nó và sống hạnh phúc mãi mãi nhé. Còn những chị em nào cảm thấy buồn vì cuộc hôn nhân tan vỡ, hoặc là bắt đầu cảm thấy chán ngán vì đàn ông ở trong nước và muốn tìm một cái sự thay đổi, hoặc là chúng ta vì con, chúng ta muốn định cư ở bên Mỹ để cho tương lai của con cái chúng ta tốt đẹp hơn, vậy thì còn chúng ta còn ngại ngần gì mà chúng ta không đang tìm kiếm kết bạn trên mạng? Chúng ta đừng chờ đợi sự giới thiệu của người khác, nó rất là lâu. Người ta không đem phép màu cho chúng ta tự đi tìm phép màu cho chúng mình. Cho nên người phụ nữ ở Việt Nam mình rất là mong muốn các chị em hãy mạnh dạn cởi bỏ những cái cũ, tự tin viết lại cuộc đời của mình bằng một cách viết đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Đó. Thì là mình thấy rất là nhiều trường hợp các chị đã lỡ dở hôn nhân ở Việt Nam, cuộc sống hôn nhân rất là cực kỳ tệ bạc, cực kỳ buồn bã, nhưng các chị đã có cơ hội đến Mỹ bằng con đường hôn nhân sau khi làm quen trên mạng. Thì mình thấy cái người đàn ông bên này khi mà họ đã yêu các bạn ấy, họ trao tình yêu cho các bạn ấy, nó có một cái điều rất là tuyệt vời là người ta có thể yêu bạn nhưng người ta không quan tâm đến quá khứ của bạn, người ta không quan tâm tới cái gia đình của bạn như thế nào, không quan tâm bạn già ra sao, bạn ốm ra sao, và người ta được dạy dỗ ở một cái đất nước văn minh, cho nên người ta biết tôn trọng phụ nữ và người ta cũng có trách nhiệm với bản thân người ta nữa. Nếu như người ta đã lập gia đình là người ta cực kỳ có trách nhiệm, chứ không giống như một số anh chồng ở Việt Nam. Thì mình đang nói đây chỉ là một số nhá, chứ mình không nói tất cả. Sau này mình sẽ làm một cái video nói về đàn ông Việt và đàn ông Tây khác biệt nhỏ nhau ở chỗ nào, dựa trên cái nền tảng là văn hóa để mình phân tích. Thì cái này mình sẽ nói sau. Vì cái chủ đề đấy nó rất là khó, mình phải nói làm sao mà nghe nó dễ nghe, chứ không phải là để mình nhận một gạch đá mình xơi vào cái nhà đè như thế kia. Cho nên là chị em phụ nữ ơi, hãy mạnh dạn xé cái cũ đi, xé cái sự buồn thảm cũ đi và sống một cuộc đời mới vui hơn, hạnh phúc hơn. Các bạn có thể không thay đổi được nhiều cái trong cuộc đời, vì cái việc đó nhiều khi nó là của ông trời, chúng ta không thay ông trời, chúng ta làm hết được, nhưng chúng ta có thể giúp cho bản thân chúng ta giỏi giang hơn, thông minh hơn, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, và chúng ta tìm thấy cái giá trị của chúng ta trong đời sống của chúng ta, chứ không phải cái giá trị của chúng ta trong cái sự đánh giá của người khác. Cho nên là mình thấy là vì chúng ta theo cái văn hóa đông, cho nên người phụ nữ chịu rất là nhiều thiệt thòi, rất là nhiều thiệt thòi. Các chị, các mẹ, các dì hy sinh cho con cả đời tần tảo, hy sinh cho con, hy sinh cho chồng, rồi lo lắng cho gia đình chồng hai bên. Nhưng cuối cùng nhiều khi mọi người đã nhận được gì? Nhiều khi họ chưa một lần sống cho bản thân họ. Tất cả chỉ là những cái thầm kín trong lòng thôi, mà đôi khi họ cũng không biết họ muốn gì trong cuộc đời này nữa, vì những cái lo toan đấy nó đã bó lại họ trong một cái bổn phận và trách nhiệm rồi. Cho nên mình rất là thương cái những người phụ nữ nữ Á Đông, vì bản thân mình cũng là người phụ nữ Á Đông, nhưng mình được có may mắn cái là bố mẹ mình cũng rất là chiều chuộng mình, rồi trong cuộc đời mình cũng là một người mạnh mẽ. Mình đã gặp rất là nhiều buồn trong cuộc sống, nhưng mình vẫn mạnh mẽ vượt qua, và mình cảm thấy rằng đúng, cuộc đời này cứ đi sẽ đến, cứ gõ sẽ mở, và nếu như không ai trao cho chúng ta phép màu thì chúng ta tạo cho chính chúng ta phép màu. Và cái việc mình đến Mỹ cũng là do tự mình tìm kiếm, chứ mình không hề có một người quen nào ở Mỹ. Và lúc nhỏ mình cũng không bao giờ mình nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được định cư ở Mỹ, mình hít thở một cái bầu không khí trong sạch như thế này, tuyệt vời như thế này. Và chính cuộc đời của mình mới thấy rằng là
chúng ta hãy cứ mạnh dạn thay đổi, chúng ta đừng sợ gì cả, chúng ta hãy cứ lạc quan tin đi vào cuộc đời này. Dù cho cái quá khứ của chúng ta nó có buồn đến như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là quá khứ, vì không ai mà khổ mãi cả đời cả, người ta chỉ khổ một giai đoạn nào thôi. Cho nên chúng ta đừng vì một người đàn ông mà chúng ta đánh hỏng cả cái niềm tin yêu vào cuộc đời này. Cho nên các bạn cứ mạnh dạn. Còn những người nào đã ly hôn, đã có con thì chuyện nhỏ thôi, con đẻ ra là nuôi được, các bạn đừng có lo cái gì cả. Và để cho dễ dàng cái người mà đến Mỹ mà người ta cũng chấp nhận mình, các bạn cứ mạnh dạn quen người nước ngoài. Người nước ngoài họ sẽ yêu con cả các bạn luôn. Thực ra mình nói như thế thì cũng có thể có một số anh em đá là mình xính ngoại, mình nói các cô các chị là mạnh dạn lấy chồng Tây không lấy chồng Việt, thì mình nói rồi, những người nào đang hạnh phúc với tình yêu người Việt Nam và đang sống một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì các bạn thì xin chúc mừng các bạn hãy cứ tận hưởng. Còn nếu như chúng ta không tìm thấy sự hạnh phúc thì chúng ta cứ mạnh dạn lên trên mạng tìm kiếm bạn trai mới và thay đổi cuộc đời. Và đến Mỹ nó cũng là một cái sự thay đổi rất là lớn lao trong cuộc đời của một con người, vì đến Mỹ rồi mình mới hiểu được cuộc sống nhân quyền là như thế nào, và mình mới thấy được rằng là có những cái điều mà ngay cả người giàu ở Việt Nam cũng không được hưởng, ví dụ như là môi trường trong sạch, thực phẩm an toàn, trẻ con đi học từ lớp 1 đến lớp 2 là được miễn phí đó. Và cái người phụ nữ rất là được tôn trọng. Cho nên là mà khi mà chúng ta đi làm nữa, chúng ta đi làm thì các bạn biết là ở Việt Nam là chúng ta cũng dựa vào mối quan hệ để chúng ta làm được việc này việc kia, nhưng ở đây không, các bạn an tâm về việc đấy, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Cho nên Mỹ đối với mình nó là một giấc mơ và nó cũng là thiên đường, và mình muốn cái giấc mơ này đến gần với các chị em khác hơn. Có thể những chị em nào, nhất là những chị em nào đang không tìm thấy được cái niềm tin yêu vào cuộc đời, đang không tìm thấy hạnh phúc ở Việt Nam, thì tại sao chúng ta không mạnh dạn xé cái cũ đi, chúng ta viết lên trang mới của đời mình bằng quốc tịch Mỹ đó. Chắc là mình thì mình bản thân mình thì mình cũng chỉ là một người bình thường thôi. Ngày hôm nay mình hơi vũa một chút, mình nói một vài điều như vậy, hy vọng là sẽ giúp cho các chị vui, hoặc là các em vui, hoặc là một ai đó tự dưng sẽ nảy ra ý tưởng rằng à, tôi cũng sẽ làm quen người nước ngoài và tôi đến Mỹ đó. Cho nên mình rất là mong các chị các cô các bác thì luôn tìm thấy được niềm tin yêu trong cuộc đời và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin chào.